Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 8. Như vậy thì trong clip trước, thầy đã quay xong cho em ở cái phần câu hỏi trắc nghiệm, đúng không nào? Thầy đã hướng dẫn xong cho em rồi, gồm có 14 câu, được chưa? Trong clip hôm nay, thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái phần tự luận gồm có 3 câu, chiếm 6 điểm. Ok, chúng ta đi sang câu 15 nghe em nhé. Các em nhớ like clip quảng cáo, like, comment tích cực, ủng hộ thầy nghe em nhé. Cảm ơn em. Ta xem câu 15 nghe. Hai quả cầu bằng đồng có thể tích bằng nhau, về bằng nhau hơn. Quả cầu thứ nhất nhúng ngập trong nước, quả cầu thứ hai nhúng ngập trong dầu. Hỏi lực đẩy Archimedes lên quả cầu nào lớn hơn, vì sao? Như vậy ở đây người ta đã cho chúng ta là hai cái quả cầu nó có cái thể tích như nào với nhau em. Hai quả cầu nó có thể tích là bằng nhau, nên cái thể tích mà cái lượng chất lỏng ở đây là trong nước hoặc là trong dầu thì cái quả cầu này đã chiếm chỗ là như nhau các em ạ. Như vậy ở đây chắc chắn chúng ta phải so sánh cái gì? Chúng ta so sánh cái trọng lượng riêng của nước so với trọng lượng riêng của dầu, xem từ anh nào lớn hơn. Như vậy thì chúng ta đã biết là cái trọng lượng riêng của nước thì nó lớn hơn trọng lượng riêng của dầu, được chưa nào? Nên cái lực đẩy Archimedes của nước lên quả cầu thứ nhất nó như thế nào so với quả cầu thứ hai các em? Nó lớn hơn lực đẩy của cái quả cầu thứ hai, được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có thể giải thích như sau. Hai quả cầu có thể tích bằng nhau nên thể tích chất lỏng bị hai quả cầu chiếm chỗ bằng nhau, được chưa? Chúng ta phải giải thích cái này trước. Vì trọng lượng riêng của nước lớn hơn trọng lượng riêng của dầu, đó nè, nên cái lực đẩy Archimedes của nước lên quả cầu thứ nhất lớn hơn cái lực đẩy Archimedes của dầu lên quả cầu thứ hai. Được chưa? Các em hiểu nè. Đó. Ok. Rồi chúng ta đi sang bài 16 các em nhé. Ta đi sang câu 16 em. Hai xe đạp chuyển động đều, hai xe đạp chuyển động đều. Xe thứ nhất đi được là 5 km/h trong 30 phút. Như vậy chúng ta sẽ tóm tắt cái đề bài nhé. Như vậy thì ở đây xe thứ nhất đi được 5 km, đây chính là gì? Quãng đường, đúng không nào? Như vậy chúng ta có S1 là bằng 5 km. Trong cái thời gian T, T1 thì bằng 30 phút. Xe thứ hai có vận tốc là, như vậy V2 đây là 12 km/h. Xe nào chạy nhanh hơn? Xe nào chạy nhanh hơn thì chứng tỏ chúng ta phải đi tính vận tốc của cái xe thứ nhất thì chúng ta mới so sánh được. Ở đây chúng ta tính V1 bằng bao nhiêu? Kêu hiểu nè. Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ đổi cái đơn vị phút này ra giờ. Như vậy 30 phút thì chúng ta lấy 30 chia cho 60 thì bằng 1/2. 1/2 giờ. Gọi là H, đơn vị là H.
Như vậy thì ta giải đây. Như vậy thì cái vận tốc, bây giờ thầy tính vận tốc của xe thứ nhất. Như vậy theo công thức chúng ta là V1 quãng đường thì bằng vận tốc nhân thời gian, chứng tỏ vận tốc sẽ bằng là quãng đường chia cho thời gian. Như vậy nó sẽ bằng 5 chia cho 1 phần 2, chia nhân nghịch đảo thì lấy 5 nhân 2 thì sẽ bằng 10 km/h. Đó, đó mà các em thấy là cái vận tốc của xe thứ hai là 12 km/h, chứng tỏ xe thứ hai nó chạy nhanh hơn này ha. Do V2 chúng ta là bằng 12 km/h, nó lớn hơn V1 của chúng ta là bằng 10 km/h, được chưa nào? Nên xe thứ hai chạy nhanh hơn xe thứ nhất. Đây em, em hiểu nè. Ok, ta nhìn cái đề lại một xíu đi. Đây, bài này cũng dễ không khó em ha. Ta đi sang câu 17 em nhé. Là câu 17 nha. Một xe tải có khối lượng là 2,1 tấn, có 4 bánh xe. Áp suất của xe tác dụng lên mặt đường là 5,10 mũ 43. Như vậy thì ở đây người ta yêu cầu là gì? Câu A này, tính diện tích tiếp xúc của mỗi bánh xe lên mặt đường. Lưu ý là xe này có 4 bánh nhé. Có được như nào? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ tóm tắt cái đề bài như sau nhé. Một xe vận tải có khối lượng là 2,4 tấn. Nghĩa là khối lượng ở đây là 2,4 tấn. Được chưa nào? Ở đây là có 4 bánh xe. Áp suất của xe lên mặt đường là 5 nhân 10 mũ 43. Như vậy áp suất ở đây chính là B. Như vậy 5 nhân 10 mũ 43. Người ta ở đây câu A này, tính diện tích tiếp xúc của mỗi bánh xe lên mặt đường. Nghĩa là ở đây chúng ta sẽ đi tính S, diện tích tiếp xúc. Khi ta tính tính S ra rồi thì chúng ta sẽ tính giùm thầy kim 4 bánh thì chúng ta sẽ chia 4 đây để ra được một bánh ở đây. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ đổi từ khối lượng này ra ở đây. Như vậy thì ở đây các em thấy là khối lượng thì ở đây là 2,4 tấn, ta đổi ra kg đi. 1 tấn ấy là bằng 1.000 kg, 2,4 tấn chứng tỏ bằng 2.400 kg này. Mà từ kg này chúng ta đổi ra newton thì chúng ta nhân cho 10, nhân cho 10 các em nhé, thì nó sẽ bằng là 24.000 newton, được chưa nào? Thì đây chính là gì các em? Đây chính là như vậy theo em ở đây chính là gì nào? Bạn nào biết? Đây chính là F, là lực em ạ, ha, như bằng 24.000 newton. Tính S thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái công thức ha nào. Như vậy thì ở đây chúng ta giải này, thì câu B tóm tắt sau nha. Giải câu A này, cái diện tích tiếp xúc ha nào của máy bánh xe, của bốn bánh à, của bốn bánh xe lên mặt đường là như vậy thì ở đây chúng ta có theo công thức là gì em? B theo công thức chúng ta học là B bằng F chia S, có đúng chưa nào? Từ đây thầy tính diện tích tiếp xúc là tính S đây, từ đây thầy suy ra S sẽ bằng F chia B. Chúng ta thế vào ở đây sẽ bằng 24.000, B đây là 5.000, 5 nhân 10 mũ 4 là bao nhiêu em? 50.000, có đúng chưa nào?
Ta dùng máy tính chúng ta bấm nhé. 24.000 chia lên 5, 1, 2, 3, 4, 50.000 này. Như vậy bằng 0,48. Được chưa nào? 0,48. Ở đây đơn vị đang là mét vuông. Đây là 4 bánh đây. Bây giờ chúng ta sẽ tính ra một bánh. Như vậy thì cái diện tích tiếp xúc mọi bánh xe lên mặt đường là như vậy thì chúng ta sẽ lấy gì em? Như vậy đây thì đặt nó là S1 đó là, nó sẽ bằng là gì? S chia cho 4. Như vậy thì nó sẽ bằng 0,48 mà chia cho 4 thì sẽ bằng là 0,12 mét vuông. Được chưa? Đó là xong câu A em. Chúng ta đi sang cái câu B nhé. B là gì đây em? Nếu xe chở 3 tấn hàng. Như vậy thì ở đây cái khối lượng của chúng ta câu B này. Bây giờ không phải là 2,4 tấn nữa, đây là 3 tấn. Thì áp suất của xe tác dụng lên đường là bao nhiêu? Nghĩa là bây giờ chúng ta lại tính B. Biết rằng khi đó diện tích tiếp xúc của mỗi bánh xe tăng thêm là 300 cm². Như vậy khi đó S2 đi, nó sẽ nó tăng thêm là 300. Nghĩa là chúng ta sẽ lấy S1. Có đúng không? Ta sẽ lấy S1 cộng cho gì? 300 cm², chúng ta đổi cái này ra mét vuông nha. Chúng ta đổi cái này ra thì cái này sẽ bằng là bao nhiêu nha? 0,03 mét vuông này. Được chưa? Đó, nghĩa chúng ta phải đổi đơn vị này ra. Và ở đây chúng ta phải đi tính gì? Đi tính B. Các em hiểu chưa nào? Đi tính B. Đó. Như vậy thì sau khi mà chúng ta tóm tắt được như thế thì chúng ta sẽ tính toán như sau em. Bây giờ câu B này. Thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ đổi. Chúng ta đổi là gì? Ở đây là thứ nhất là cái khối lượng là bằng 3 tấn. 3 tấn thì chúng ta suy ra ở đây cái S. Ở đây hồi nãy là kia là F rồi. Ở đây cho là F1 đi. Thì sẽ bằng là 30.000 đúng không nào? 30.000 Newton. Được chưa? Với lại là gì? Cái 300 cm² thì sẽ bằng 0,03 mét vuông. Ok. Sau khi chúng ta đổi xong, bây giờ chúng ta sẽ tính giùm thầy cái gì em? Cái diện tích tiếp xúc của gì? Máy bánh 4 bánh xe. Khi chở bao nhiêu em? Chở 3 tấn. 3 tấn hàng. Là như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có cái S3 này, này thì nó sẽ bằng là cái S1 cộng cho cái S2 đi. Mà S1 của chúng ta hồi nãy á là đây 0,12 này. 4 bánh thì đây chúng ta sẽ nhân cho 4 này nha. Để nhân 4 này. Như vậy S3 này chúng ta thấy số vô. Như vậy thì nó sẽ bằng là cái S1 này là 0,12. S2 này là tăng thêm này, giờ này tăng thêm 0,03 này. Ta nhân cho 4 như vậy S3 này bằng này. Cộng 0,03 bằng nhân cho 4. 0,6 em. Mét vuông. Có được chưa nào? Như vậy bây giờ sau khi có S rồi, có F rồi thì chúng ta tính ra thôi. Vậy cái áp suất của C tác dụng lên mặt đường khi chở mấy tấn hàng? Khi chở 3 tấn hàng là bao nhiêu em? Như vậy thì chúng ta cũng xuất phát
từ cái công thức là B của ta là bằng gì em? Bằng F, F1 chia cho F3. F1 của ta là bằng bao nhiêu? Như vậy thì ở đây là B sẽ bằng là F, F1 ở đây cộng F2. F đây đi sẽ bằng là F1 cộng F2 chia cho F3. Như vậy B ở đây sẽ bằng là F1 của chúng ta là 2400, 24.000 newton, ở đây là 30.000 newton này, chia F3 là 0,6 bằng. Chia cho 0,6 90.000 các em. Được chưa nào? Đó, ok. Ta nhìn lại đề tự luận một xíu đó. Được chưa? Ta nhìn lại thầy coi bài 17. Tóm tắt này em. Đây số 4 nè em. Ok, được chưa nào? Như vậy thì clip này thầy đã quay xong cho các em. Sang học kỳ 2 thì thầy cũng sẽ tiếp tục dạy trong sách giáo khoa cho các em nhé. Ok, cảm ơn các em đã luôn luôn ủng hộ và đồng hành cùng thầy. Chúc các em một cái buổi học thật vui vẻ và thêm được nhiều kiến thức mới. Ok, cảm ơn các em đã ủng hộ thầy và cô nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các em trong các clip tiếp theo nha.